Em chào các bác nhá. Hôm nay là khánh thành cái lô 100 mét vuông này, các bác nhìn này, ướt như tắm này. Mệt lắm đấy, nhưng mà hãn tranh thủ báo cáo cho các bác biết là, là em đã làm xong rồi nhá. Đây em quay cho các bác xem này. <laughs> Chùn quế cho ăn một lần thì như này đây các bác. Nói chung là em làm thì kiểu gì cũng được, nhưng đợt này em sẽ làm đối chiếu cho các bác biết. Tức là đợt này là cái phân kiệt quá nên là nó chưa được phun nuống các bạn mới được một nửa này nửa bên này là đầy hết này thế nhưng mà vàng này thiếu bữa này em nhập phân nó nó chưa được nhiều phân tươi bữa này cũng ít nữa đó cũng như là cái hôm nọ em lên cái video đấy là thả xong thì các bác rắc rơm này chỉ chờ đợi thôi nha chờ đợi khoảng cỡ cứ... nếu mà nhanh theo như em dự kiến nhanh thì nó khoảng cỡ ba chục ngày đấy là thuận còn nếu như không thuận khoảng 40 ngày Nhưng mà chắc chắn 30 ngày quay đầu rồi các bạn Là phun 4 viên gạch này nhá Nhưng mà cái này nó không được 4 viên gạch Thì chắc là khoảng cứ 30 ngày Em có làm một nuống để đối chứng này Cho các bác đối chứng này Đằng nào cũng thấy em bớt lại một nuống à, Tổng cái chỗ này Là chưa trừ đường luồng là 100 mét vuông À cả đường luồng là 100 mét vuông chưa à chưa đường luồng rồi là 100 mét vuông Là cái phân cũ em không nói Nhà em phân bò tươi nữa không nói mà em đổ là 150 bao phân bồ khô. Đó, 150 bao phân bò khô mất hai bó rơm này các bác nhá. Em nuôi chuồn đơn giản á. Hai hai cuộn dơm này, cuộn một cuộn dơm rác đấy còn một cuộn chưa hết này. Đúng. Thì đây các bác. Thả xong thì nó như này đây. Thả giống xong tất cả thì nó như này đây. Đó. Y xì đấy. Em bớt lại một nuống này để em tưới theo rạch nhá các bác nhá. <laughs> em tưới nước phân gì này. Đây để mai sau cỡ 10 ngày sau em sẽ kiểm tra ngẫu nhiên cho các bác xem là những cái nuống mà em không động chạm một cái gì. Đây phân đây các bác. Phân rồi sinh khối giống thả xong em cả sinh khối giống cả phân này, em cào tung lên đây. cả khô cả tươi nha các bác nhá. Đây này, chứ không có bò tươi nhiều đâu. Khô này các bác này Phân này. Dơm này. Hữu cơ rất là nhiều. Bác hiểu chưa? em vừa rồi em xin được cái đầu năm em xin được hơn chục xe rùa à hơn quên hơn chục xe rùa hơn chục cái xe công đông á là cái cây ngô khô đấy em xay xong em đổ đấy em cứ lấy phân bò tươi em tạt vào thế xong em mua cả phân bò khô em tạt vào đấy là cứ nâu nâu em lại rắc một lớp phân một lớp một cóc một lớp ấy một lớp uh, hữu cơ à một lớp phân lên đây này phân này nên nó xốp này này đây là tươi này phân tươi em tạt lên này dơm này Đấy. Em cứ băm cái ngô ra xong bắt đầu này khô phân bò khô này. Đấy. Băm cái ngô ra xong bắt đầu em uh, uh, giải ra một lớp xong em lại lấy cái uh, cái gì nhỉ? Cái cây ngô này, cái ngô băm này em rắc vào. Gọi là mình tận dụng. Mình làm nông thì mình phải tận dụng như thế tối đa những cái phân những cái hữu cơ. Đây các bác nhớ cho em cái cái góc này nhá. Tại vì mấy anh em bảo là cứ nay cho ăn kiểu này, mai cho ăn kia thì em hôm nay sẽ làm bớt lại một luống này. Tại vì xác định là làm này nó không hiệu quả nên em bớt lại một nuống này. Em bớt lại một nuống để để, để 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 so sánh cho các bác em biết là em xong rồi em bới lên cho các bác biết này. ngày 1 ngày 2 em sẽ bới lên. Bới lên cho các bác biết là cái cho ăn nổi kiểu này hiệu quả hay không nhé Cái này nếu mà 10 ngày đầu thì em dám quyết định là hiệu quả hơn như này. <laughs> Bởi vì con thùn con nó sẽ chui vào hết những cái cục phân kia nên nó không giải nên lên mặt nuống như này. Đấy, 10 ngày đầu các bác bới lên rất là hiệu quả nếu cho ăn nổi kiểu này Nhưng mà khoảng có 2 chục ngày sau ấy, thì các bác mới biết được là cái nuống nuôi bác cho ăn kiểu này nó có hiệu quả hay không Bởi em đã nuôi trong cái lĩnh vực của trùng quế lâu rồi nên Kinh nghiệm của em nó thật sự với các bác là em cho ăn thế nào này em sẽ làm như thế Thế nhưng mà nhiều anh em có muốn gọi là để em có cái đối chứng cho các bác thôi Để em làm cái những cái video này em cần có những cái mà phải có cái gì để mình nói được Chứ còn mình cứ quay khảo khảo mình nói thì em không thích Nó còn cho ăn kiểu gì làm theo kiểu gì thì đợt này này em làm hết toàn bộ là hai chỗ của em là hạn 200 mét vuông cho ăn kiểu này bởi bữa này nó vào cái mùa bắt đầu vào mùa mưa rồi nên là cái lượng phân của bà con ấy cái lượng mà bà con đặt em phân ấy là rất là nhiều thế nên là em phải vào số lượng ăn kiểu này cho nhanh thứ hai nữa là cái giống thì em làm chỗ khác rồi không không làm chỗ này nữa Đó. giống thì em có chỗ khác thì em làm thì chỗ này ấy, là nói với các bác ấy, như cái video trước ấy, em chia sẻ với các bác đấy là có cả phân tươi tức là em có cả phân tươi tại vì những cái hôm nào mà thừa này em đổ cái hố này này đổ cái hố này này Đó, xong bắt đầu này em búc lên đây là các bác này thả giống xong xong em đắp một ít phân tươi này có cả phân tươi nhé này phun hết hố luôn nhưng mà tỷ lệ phân tươi không có nhiều đâu tỷ lệ phân tươi rất là ít Đó, chủ yếu là phân bò cốt là cốt của nó là phân bò còn phân tươi nó rất là ít Đó, thì có cho ăn nữa không thì video này em cũng chia sẻ luôn em định video sau em chia sẻ thế nhưng mà em chia sẻ luôn cho các bác này cho các bác đỡ nóng ruột hiện tại như này là những cái hố như thế này là em để nguyên không động chạm bất cứ một cái gì kiểm tra độ ẩm nếu như mà nó khô thì em tưới nước mà nó đủ rồi là em không tưới nước bởi vì nó có cái rơm này giữ độ ẩm rất tốt trước khi em cho vào trong luống ấy là những cái đường đi này những video trước là các bác nhìn đấy là nó rất là nhiều những cái rơm dạ em cứ đút được cái đường đi này không? nhưng video này là không còn nữa rồi bởi vì em đã xúc đổ hết trong đuống rồi tức là em nuôi run rất là đơn giản có cái gì thì em sẽ đổ vào cái đấy, đấy. quan trọng để thành công được ấy là các bác quan trọng nhất là kén trứng quan trọng nhất là con chùn có lở được ra không còn con chùn nó nở được ra ấy, thì là nó sẽ ăn được hết à, ăn được hết nhưng cái gì nó cũng ăn được thế nhưng mà các bác mà cứ hòa loãng nước ra các bác tưới đó, là nó sẽ bị chết cái con chùn con và ung cái kén trứng rất là nhiều đấy nên là các bác cho ăn thì em chia, chia sẻ rất nhiều rồi nhưng đợt này em chỉ chia sẻ với các bác là cho con rùn quế à, nuôi chuồn quế cho ăn một lần. Đó, lượng chùn sẽ như thế nào nhá. Thì mai sau thì 10 ngày sau là có câu trả lời. Các bác nhá. Hôm nay là xong rồi, quần áo ướt hết không còn cái gì. Em rắc nốt cái rơm xong em tưới là xong. Đó. Ôi giời, mệt. Tức là ướt như đấm luôn. Tức là hai chú cháu, ba chú cháu hôm nay là ngày thứ ba nhá hôm nay là ngày thứ ba ở à, đây đây còn cái chỗ này nữa để em vào quay cho các bác này đây khoe với các bác một tí thôi sáng mai em uh, bắt đầu lại tiến hành làm ở trong này thì sáng mai em sẽ làm video là video chia sẻ cho các bác nhé trong này đây tất cả tổng số đợt này lấy là 327 bao tức là xe nó chỉ đóng được một xe là 327 bao chia làm hai luống này à, hai uh, hai lô đó cái chỗ này là cũng vào khoảng cỡ chín mấy mét vuông em đổ sâu lắm chỗ này em đổ lên đến 50 phân này nhưng cái chỗ này là đặc biệt là phân bò không không có một cái gì phân bò khô không không có phân tươi mà hữu cơ cũng ít cái này này em sơ chỉ làm luôn cái này không có thời gian nữa Đấy. xong rồi em sẽ làm hai cái này xong rồi để đối chứng cho các bác mai sáng mai em làm đến đây thì em lại quay em chia sẻ các bác đây còn một ít này là để bật mí trước cho các bác biết là để cho ăn một lần này để cho ăn một lần lên mặt nữa tức là cái đống này gần xong rồi lại cho ăn thì sáng mai em sẽ làm kỹ về cái này những cái này em phải làm thật kỹ cái video cho các bác xem chứ cái này mà em mà làm mà, mà nước nước qua là các bác về làm là hỏng hết luôn này hỏng hết cả kén trứng luôn này cái này nó phân khô nó cực kỳ nóng nhá thì thôi thì em đi em rác nốt cái đấy không đi tắm thôi cuối video chào các bác nhé